Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của tuấnxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Tầng 2 nhá, chết anh em mình cũng nằm ở trên tầng 2 nhá. Ok nhá. Có hai team em lên nóc nhà em nằm luôn. Tại sao? Bên đó xuống đây, quan sát bằng kim. Có đấy. Có một thằng full nhà bên này. Không thấy thằng nào cả, hay anh lắc dù vậy? Bên này có. Watch out. Thế mình chống à? Không có thằng nào bay theo mình à? Đúng anh ạ. Mình để... sợ mình chết. Mấy thằng sợ mình chết này. Mình nghĩ là nó sợ mình chết em vậy ạ. Nó sợ em chết rồi, chứ anh mạnh lắm. Quá ghê gớm. Úi dồi ôi. Hát rồi. Nó nhá, trên nhà đây có. Em chả biết luôn, trời đại. Các bạn, bình tĩnh. Làm gì nóng nảy thế nhở? Watch out. Người với người sống phải để yêu nhau. Ra, cho bên kia bắn nữa. Đâu ấy, đang vây quanh mình luôn. Nhảy xuống. Có thằng nhảy ra ngoài. Một thằng nhảy xuống. Ui, quá. Vô này, vô này, bên kia nó bắn sao? Watch out. Bên kia qua. Ba bên kia. Bỏ ba. Bỏ bên này. Đang kê, đang cứu. Ui, chăm máu này. Rồi. Ui hay. Gì đấy? Hay là đấy quá nhở? Có phải anh Tuấn không? Crap đâu? Tôi phải ăn của em đấy. Chắc là tôi mấy cái này anh làm nhiều mà. Ghê nhỉ? Anh làm nhiều biết mà thế nữa. Biết thế em nốc để anh Tuấn nốc ba để anh Tuấn anh làm quả. Chờ khó tí, chờ khó tí. Đúng rồi, khó hơn. Coi 8 cho anh nhá. Đóng mới tức anh Tuấn nhá mọi người. 200.000 để cho máy vừa trong linh nha chẳng. Ôi vãi rồi à. Cảm ơn anh nhá. Hôm nay anh ủng hộ nhiều quá rồi ấy. Để em tập trung em thể hiện. Tí cho. À, con bot này hư vậy. À, nó đang bắn ai ấy, ok vợ. Đưa mặt đen. Dã luôn, bắn luôn đi. Ui, ôi, nói gì? Anh Tuấn dừng xe vừa thế anh Tuấn ơi. Không sao em, anh sửa sai cho các em rồi. Xe đúng lúc mình hết đạn luôn. Anh nào là ngay mỗi em không phải đôi chứ. Mà anh vẫn còn 10 viên. Kêu em ăn ngay 2 viên. Anh Tuấn lên thùng rồi. Anh nào lúc mỗi em được một viên chẳng là em phải đôi. Một viên vào mõm nữa. Một viên vào mõm. Nhiều viên mõm đấy. Nhiều mõm đấy. Chúng có một viên thôi. Mày cứ nói thế để cho nó thêm phần gọi là kịch tính. Chạy đâu? Cái cửa này. Tôi bơm. Từ. Cái cửa nhé. Nó leo ở đâu? Chờ tí. Nó leo lên lóc ấy. Nhảy xuống à? Chưa. Hai vẫn là trên nóc luôn. Trên nóc hết rồi.
Mẹ không có bom nhỉ? Có bom là anh tệ cho bọn này. Không có bom. Thối mồm chúng nó luôn. Còn không? Ơi đúng, đúng ai điên à? Ôi rồi ôi em ơi. Thế thì chỉ còn cái này thôi. Thế thì chỉ có cái này thôi. Nhúc mỏ bên đây. Nó đang tầng dưới chân. Được dịp thể hiện thôi em. Vẫn còn hai thằng ở trên nữa. Từ từ thế thì để anh đã khua được quả máu quả bom nào của nó chưa? Không có luôn rồi. Còn mẹ nó còn mấy thằng hả em biết đúng không? Còn mấy thằng không? Phải hai thằng. Còn hai thằng đúng không? Cho anh mượn quả sấm ốc cái. Đi lên tầng đi. Nốt cái lửa này này. Đây. Ủa là phá. Đây. Em bắn dài mà. Cho chỉ cần sấm ốc thôi. Cho anh xin mấy quả. Ok rồi. Ok. Nó gọi thính cho mình luôn này. Ờ ngon, xin nhá. Không, đồng đội mình bán, đồng đội mình bán thân á. À. Thế cái thính kia mọi người kiểm tra có gì chưa? Nó cả MG kìa. À. MG với cả MK anh ơi. Chắc em có một khẩu MG, phòng của MK đó. Nó lấy rồi. Lấy lại của nó rồi. Thế là mọi người nhà đấy. Rồi. Tùng có quả phi ra buồn quá, buồn của Tùng. Đi vào lòng đất luôn, thật sự. Đúng rồi, quả đấy chết là đúng rồi. Em muốn nhường trận cuối cho anh mình thể hiện mà anh đánh. Anh cái gớm luôn. Ôi, lại MG. Lấy đi mọi người. Lại MG, MK, ngộ MG, MK rồi. Bắn đi, cứ bắn đi, cứ bắn đi. Một người đi cùng anh thôi. Em cứ bắn đi thoải mái nhá. Rồi xuống đây. Đi em ơi. Watch out. Dã man thế, bom bị kẹt lắm. Có xe đằng sau. Xe lên. Ở lưng có xe nữa. Dừng chưa? Nó dừng rồi. Ngay dưới em ấy. Dưới xe lên. Mark the location. Xe lên tiếp này. Nó dừng rồi. Thịt nó em ấy.
Chết à? Chết luôn à? Chết thì thôi. Nghe mày. Khó thế nhở? Khóc này khó rồi. Một viên này. Bọn dưới anh không thấy đâu này. Có một thằng ốp nó bắn á. Thằng ốp luôn mà. Ui. Ây da. Cái nồi gì ở đâu đấy? Ui hay thế. Đây nè, đây, đứng lên. Thằng ấy bắn cả đây à. Watch out. Nó lộ ít người quá. Dạ. Ai bắn em đấy? Bảo cho anh vị trí. Watch out. Trên đồi, trên đồi. Mình ngoài bo rồi. Mình vẫn ở gần bo. Thoải mái em. Chả nhìn thấy cái quần què gì mà bắn nữa. Kia kìa. Có xe kìa em ơi, sấy xe luôn đi. Cái chỗ này trống cho nè. Kỳ quá. Hi. Một thằng sau xe yếu lắm rồi. Một thằng đẩy trống nữa. Một thằng sẽ trống cho anh Tuấn. Bụi cỏ nè. Ủa. Watch out. Bò hẳn về đây này. Bò lên trên đấy à. Bò vào kìa. Bò vào kìa. Cứu cứu dòng té mà bò đi dã. Không thấy bò. Mình té. Kịp không ta? Kịp thoải mái. Không. Em không rồi. Cùng làm nốc phát nữa. Không được, nó bỏ vô đâu. Được rồi. Đàn lắm. Nhưng mà bò sớm mình nhìn. Một thằng chết này. Ủa, cõng, cõng là gì ca san khéo đấy, còn kịp. Không được. Cõng, không kịp. Bốn người. Mất hồi luôn. Kia nó dùng bên trái là nè. Ôi. Sao mốc. Thì mới cứu được. Hai. Hai. Vẫn còn thằng nữa. Sờ mốc nhá. Đứng ngay sau anh. Sờ mốc ngoài này. Ơi đứng gọn vào. Ok ok. Xong em phải đêm đơm bọn kia thì anh mới sống được em ạ. Bên trái á. Ừ đơm. Ơi bọn bên trái đang. Nhân cơ hội sang đơm bọn bên trái đi. Kệ anh ở đấy. Kệ anh ở đấy. Em yêu máu, em yêu máu. Rồi một thằng chết. Tìm kiếm thằng chết. Rồi xong. Clear clear. Lên mấy rồi. Mà bây giờ sao mình vào bo được? Được, được, được. Lại lấy cái xe nó đi được rồi. Thằng ra 3 giây bo thu này. Ok, em chạy trước đi, em chạy trước đi, em chạy trước đi, em chạy trước đi. Bơm nước lại. Chọn. Kệ nó cứ cật lực mà chạy. Ủa em ạ. Ôi thằng này thế nhỉ. Cật lực cật lực cật lực. Tụi trên đồ thấy em luôn rồi. Rất này đẹp này. Trên đồ một team với trong nhà một team ấy. Ừ. Em phải đi. Đúng là đẹp rồi. Đắc đồi à? Ừ, đắc đồi không bắn xuyên được. Lâu 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 lâu. Lông lông nha. Mày lông ra này.
Chết cha rồi, hết đạn rồi các em ơi. Bốt đã vậy giống hôm nãy. Công có nhà thằng anh nốc bằng rồi đấy anh. Úp lấy UMP đi anh. UMP ở đâu? Trước mặt anh. Anh chỗ sờ móc kìa. Nè. Khó quá. Cái bò. Bên team đủ 4 mà, team đủ 4 mà. Đủ 4. Anh có để thì chết được hai thằng hai kia lọ xuống lọ úp anh. Không đủ đạn nữa rồi. Cái quả mà không đủ đạn bắn run quá. Nếu mà còn đạn thì còn xử lý được.